Mình đang ở Mandala District Kim Bôi, Hòa Bình. Để hôm nay mình review cho mọi người một địa điểm chỉ cách Hà Nội hơn 2 tiếng lái xe đồng hồ, mà giá rổ và view thì cực kỳ chất lượng luôn. Ở đây thì 3 giờ chiều mới được nhận phòng. Lúc bọn mình đi còn sớm nên là ghé qua đập thủy điện Hòa Bình chơi một chút. Mùa này cũng đang là mùa xả lũ luôn ý. Đến nơi khi chờ nhận phòng thì khách sạn có bánh ngọt và hoa quả cho mình chờ nhận phòng này. Sau đó nhân viên xe điện sẽ giới thiệu qua một chút ở đây. Bọn mình chọn phòng view núi và bể bơi tầm hơn 3 củ một phòng vì là cuối tuần. Với cái view như này nhá thì phải ghép nhạc như này mới chuẩn bài này. Welcome. Chào mừng em đến với nhà của bọn anh. Các anh ở đây à? Ồ, bọn anh sống đâu chả được. Thoải mái đi. Đây đấy, nhận phòng nhìn thấy cái view là hết nước chấm luôn rồi. Ngoài ra trong phòng decor cũng rất là đẹp luôn. Phải đến tối thì bọn mình mới xuống bể bơi để chill chill một tí. Mà mình chọn resort này đặt chân cũng chính vì cái view bể bơi này đấy. View ban tối lên đèn trông nó lung linh mà sang hẳn luôn ý. Bơi là những vị khách cuối cùng, mà lúc ăn tối cũng là những vị khách cuối cùng luôn. Phải tầm hơn 8:30-9 giờ bọn mình mới đi ăn tối. Ở đây thì có nhà hàng Việt và nhà hàng Âu. Bọn mình chọn ăn đồ hàng Việt, buffet 300.000 một người và bữa ăn này là 600.000 nhá. Và thực đơn ở đây thì có thay đổi theo từng ngày. Ăn tối xong thì các bạn nhân viên có hướng dẫn là ra đây để nghe âm nhạc. Tối hôm đấy thì có nhạc các dân tộc này, rồi có cả nhảy sạp mời các khách du lịch lên nhảy nữa. Bọn mình cũng chỉ ở 10 phút thôi, sau đó thì đi về phòng. Mà ở phòng ban tối cái view ban công nó cũng đẹp ngất ngây luôn ý. Sáng hôm sau thì buffet sáng từ nhà hàng sẽ có từ 6:30 đến 10:00 sáng. 7 giờ bọn mình tranh thủ ăn xong thì đi đạp xe này. Ở đây sẽ có dịch vụ là thuê xe đạp nha. Đạp quanh quanh sang chỗ khu villa chơi. Đạp xe xong nóng quá chúng mình cũng về phòng để tắm khoáng nóng luôn. Tắm khoáng nóng ở trên thì thích hơn bể bơi ở dưới nhá. Ngoài các hoạt động dịch vụ cho người lớn thì có cả tô tượng cho trẻ em, rồi có cả bàn bia nữa này. 2 ngày 1 đêm ở đây thì mình chỉ trải nghiệm được thế thôi, nên chưa review hết đâu. Ai cần thì có thể tham khảo nhá.